Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Tạo xin mến chào toàn thể quý bà con cô bác kính mến, cũng như là các vị mạnh thường quân. Dạ kính thưa quý vị, thì trước thềm năm mới, mọi người đều ráo riết để đón xuân. Nhưng với tấm lòng từ bi của các vị, thì các vị đã nhín những phần quà quý giá của các vị đến cho những người khó khăn trước thềm của năm mới, cũng như là năm 2022 đến đây. Thì với nghĩa cử cao đẹp của quý vị thì Đức Thầy cũng có cho biết là làng gần chí những tỉnh xa, lúc xưa thì cũng ruột rà với nhau, ngày nay tốt phước sang giàu, xin thương kẻ khó giúp hào một khi, cậu cô chú bác cùng dì, khắp nơi thầy chú một khi hảo lòng, việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước để gõ lòng hiền nhân. Dạ thì nếu mà làm theo lời chỉ thì thầy nói làm theo lời chỉ thì ngày ngày gặp ta. Dạ Quốc Tạo rất là tri ân với những cái tấm lòng, với những nghĩa cử cao đẹp của quý vị. Thì hôm nay là mạnh thường quân là chị Nguyễn Thị Kim Thoa, thì chị có gửi là cho Quốc Tạo là một phần quà là 200.000 và 50 phần là 10 triệu. Thì một phần quà 200.000 thì Quốc Tạo xin công bố đây, tổng cộng đây là 50 phần. Một phần quà 200.000 gồm có một bao gạo 120.000, một chai dầu ăn 30.000, một bịch đường 21.000, bịch bột ngọt 29.000, là tổng cộng là 200.000. Cái phần này là 80.000, cái bao gạo này là 120 nữa là 8 là 200.000. Dạ thì em sẽ đem những phần quà quý giá của chị đến tặng tay cho những người khó khăn, cũng như là trước thềm của năm mới, cũng như là trong lúc dịch bệnh khó khăn, không ai làm ăn gì được. Dạ thì cũng đôi điều em không làm mất thời gian, thì em sẽ xuống đường liền để cho nó kịp. Cái em mặc dù trời tối nhưng em cũng tranh thủ sẵn sàng để đem những phần quà quý giá tranh thủ liền, để không có bỏ một thời gian nào rỗng cả. Thì quý vị dõi mắt cho em để cùng em đi lại phát gạo những người khó khăn nha quý vị. Dạ xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Kim Thoa. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhóm cư sĩ của chúng tôi, nhóm thiện nguyện của chúng tôi xin mến chào toàn thể với bà con cô bác kính mến. Chúc quý vị một ngày thật là an lạc. Dạ kính thưa quý vị, thì hôm nay anh em đến để phát quà cho những người khó khăn trước thềm của xuân năm mới. Dạ kính thưa chị Nguyễn Thị Kim Thoa. Dạ thì những phần quà quý giá của chị đã chúng em đã đem đến cho những người khó khăn. Dạ ngồi ngồi đi con, ngồi đi con. Dạ thì hôm nay cái chỗ hộ này thì tổng cộng là dạ tổng cộng là gì, là bao nhiêu đứa cháu gì? Mà mọi người nghe nghe qua nghe. Tổng cộng ở chỗ này là 7 đứa cháu quý vị. Rồi nay Quốc Đạo đã gửi hai phần quà. Dạ kính thưa gì, dạ mình tên gì vậy? Nguyễn Thị Mai. Dạ năm nay mình nhiêu tuổi rồi? 60 rồi. Rồi mấy đứa cháu này là của cha cháu mẹ nó gửi ngoại. là hả? Dạ. Cháu ngoại cháu nội luôn hả? Cháu Sao ngoại cháu nội. con năm nay bao nhiêu tuổi con? Còn có mấy rồi? Giỏi quá ta. Cái này là vui quá quá nhiều đứa rồi. Thì thôi cũng không biết nói gì hơn, thì Đức Thầy cũng có cho biết là ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đưa trang giúp giùm. Dạ kính thưa gì, thì mình khổ khó này kia cũng là do cái tiền kiếp của mình, do mình tạo cái gì đó nên mình mà cũng như người ta, tại sao mình lại khổ khó vậy? Không sao không sao không sao không sao. Thì kính thưa gì, thì Đức Thầy cũng cho biết là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thì từ thầy rước lại non bồng. Thì thôi trước khi dứt lời thì Quốc Đạo cũng nhờ mấy cháu cũng cái gì niệm ba tiếng Phật để cho mình dân duyên với Phật cho mình bớt khổ cái gì. Nghe con, trời đứa dễ thương quá. Đứa này là con tên gì? Không biết hả? Nói cho con, tên Ý. Đồ dễ thương ghê luôn. Con nhiêu tuổi rồi? 4 tuổi. Bốn nghe. Rồi, con giỏi quá. Rồi, mấy con quá giỏi rồi. Mấy con chắp tay niệm Phật nghe. Chắp tay niệm Phật cho mấy con hay chú Châu Hòa đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ nhóm cư sĩ của chúng tôi xin hồi hướng công đức niệm Phật cho gia đình của dì, chia tay tình sự giải thoát mê ly. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ chúc dì năm mới vui vẻ. Dạ. Dạ dạ nhân quà. Trời ơi dễ thương quá, mấy đứa nhỏ dễ thương quá. Rồi chị nói là chú Châu Hòa này nhớ ra nhớ ngồi dưới nghe. Nam mô dễ thương. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Nhóm cư sĩ Quốc Tạo của chúng tôi xin mến chào toàn thể quý bà con cô bác kính mến, cũng như là chị Mạnh Thường Quân là Nguyễn Thị Kim Thoa. Dạ thì kính thưa chị, hôm nay em đã len lỏi đem những phần quà quý giá đến cho những bà con nghèo trước thềm năm mới. Thì cảm ơn lòng tri ân của chị, và chị đã có những lòng tốt để giúp đỡ cho những người khó khăn thì qua nhóm chúng tôi đã đem đến. Dạ con kính thưa bà, nhà mình tên gì bà? Lê Thị Ái.
Dạ rồi năm nay mình nhiêu tuổi bà? Tết này đã 71 rồi. 71 tuổi ha. Dạ. Con nghe nói bà cũng bị bệnh tai biến cho con bà. Bị tai biến nửa thân mình đó chú ơi. Ừ. Đi nuôi ba đứa cháu này nữa cũng nhờ Mạnh Thường Quân cho gạo với xóm làng người ta cho mình ăn. Mạnh Thường Quân lâu lâu cũng cho được gạo thóc đường bột ngọt này cho tôi ăn rồi bây giờ là Mạnh Thường Quân cho dạ. Với chị em cũng giúp đỡ cho tôi sống cái mùa dịch này dạ. Cảm ơn nhiều dạ dạ thì đức thầy cũng có cho biết giúp cho kẻ đói mới nhầm đến loạn dạ. Ly khổ hạnh khỏi lâm còn hơn đúc chuông đồng Phật bự giúp cho người đói mới đúng dạ. Cái đúc chuông đồng Phật bự thì nó không có giá trị bằng cái việc mà giúp cho người đói đói khác để cho mình có chuông đồng Phật bự rồi người ta đói người ta chết hết rồi còn ai đâu giúp dạ. Không cũng cảm ơn Quốc Tạo giúp đỡ cho tôi thời gian này cảm ơn rất nhiều dạ Mạnh thì thôi Quân. Mạnh Thường Quân là cảm chị Nguyễn Thị Kim Thoa xin gì cảm ơn chị cảm ơn Nguyễn Kim Thoa giúp đỡ cho tôi mùa dịch này do con cháu tôi với bà cháu tôi sống cũng nhờ là Nguyễn Kim Thoa giúp đỡ cho tôi dạ. Tôi cảm ơn dạ dạ Mạnh Thường Quân thì thôi nhờ ba cháu với bà niệm ba chữ Phật cái đây đang niệm Phật đây đang ơi Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nhóm chúng tôi xin được hướng công đức niệm Phật cho cụ Quỳnh Thất Tổ cũng như gia đình của dì chúng ta tình sự giải thoát ngay ly. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi rồi. Rồi lấy quà đi cho bà nội ngoại đi con. Ủa, giỏi quá, con giỏi quá. Rồi vô đi. Gửi quà trước Tết. Dạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhóm từ thiện của chúng tôi cư sĩ Quốc Tạo xin mến chào toàn thể quý bà con quá kính mến. Chúc quý vị một ngày thật an lạc trước cái thềm của xuân năm mới năm 2022. Dạ thì kính thưa quý vị, hôm nay Quốc Tạo nhận nhiệm vụ của chị là Nguyễn Thị Kim Thoa đã gửi những phần quà quý giá đến cho những người cư sĩ tại gia. Thì chú quá đặc biệt, chú cũng là cư sĩ tại gia dạ. Mà chú lại thêm là bị mất, bị không thấy đường nữa thì quả là một cái việc rất là một người rất là đáng để giúp đỡ. Dạ kính thưa chú thì đức thầy cũng có cho biết lỗi cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đua trang giúp dùm, hay là nếu là thiệt lòng quý thương hơn thì với cái nghĩa cử cao đẹp của Mạnh Thường Quân là chị Nguyễn Thị Kim Thoa đã gửi những phần quà quý giá. Thì hôm nay phần quà thì một miếng đói còn một gói khi no, thì phần quà gồm một bột gạo và một phần của đường bột ngọt và dầu ăn với chú tầm 200 ngàn. Thì chú có đôi điều gì để mình cảm ơn cái chị Nguyễn Thị Kim Thoa chị chú? Dạ yeah, tôi cũng rất cảm ơn Nguyễn Thị Kim Thoa. Thì hôm nay thì cũng nhờ chị dĩ giúp đỡ cho người đối gắt tàn tật. Thì nhờ chị cũng giúp đỡ, yeah. Vậy là cũng rất tốt. Như con một cha dìu dắt lẫn nhau, con đường đạo đức ai giữ trọng lành trọng sáng gì khỏi tay vương chọc đạo hoàn toàn trở ngược lên cứu chất chúng sanh trong thiện nam tín nữ, trong tôn giáo nhập Phật. Cái đó là cũng rất... cảm ơn chị Kim Tha. Vậy là quân hình. Dạ dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì thôi bây giờ Quốc Tạo sẽ lấy tiền của công ty cái quỹ Quốc Tạo ra 100 ngàn để gửi cho chú. Dạ. Cũng của ích lòng nhiều. Dạ. Xin chú nhận cho Quốc Tạo vui. Dạ dạ, dạ với một phần quà. Thì thôi cũng đôi điều. Dạ bà là cái gì của chú? Dạ. Dạ bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 69 rồi. Tôi thấy hai ông bà yên quá, hai ông bà tu cho tu tại gia gì quá yên rồi. Thì thôi anh em của chúng con thì cũng thay mặt cho gia đình cũng cảm ơn chị Nguyễn Thị Kim Thoa đã có những phần quà quý giá đến cho những người khó khăn trong những lúc dịch bệnh cũng như là trước thềm của xuân năm mới. Chị lần nữa em xin cảm ơn chị. Thì thôi trước khi dứt lời thì con cũng nhờ gia đình cùng với đại năng mình niệm ba tiếng Phật ha. Dạ. Dân viên với Phật nha chú. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin hướng công đức niệm Phật cho gia đình của chú. Dạ chị cũng mang chị Kim Tha. Dạ. Chị Kim nói là thì vậy là cũng giúp đỡ người đối cách tàn tật vậy là quá quý giá. Quá quý rồi, quá quý rồi. Không còn quý hơn. Mà thầy nói làm theo lời chỉ thì gờ gờ gặp ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chú ấy, gọi mình đi ha. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Đạo xin mến chào toàn thể quý bà con cô bác kính mến cũng như các vị Mạnh Thường Quân đã có những phần quà. Thì hôm nay Quốc Đạo làm nhiệm vụ là giao cho những phần quà cho những người khó khăn cho chị Nguyễn Thị Thí Loan. Thì chị đã có những tấm lòng hào hiệp, chị đã gửi những phần quà quý giá của chị đến trước cái phần Tết Nguyên Đán cũng như là những người khó khăn trong những lúc mùa dịch bệnh.
Thì hôm nay em sẽ đem phần quà đến cho mọi người. Trong đây lúc quà thì em cũng có kèm thêm sữa cho những người đứa trẻ mà nó không có cha mẹ nó bờ để ở nhà đó, cũng khó khăn. À, đứng đây đi con, đứng đây đi con. Dạ gì mình tên gì vậy? Dạ rồi mình ở nhà mình có làm gì được không? Cháu bằng ba bốn đứa, cháu bốn sữa không bụng. Dạ. Dạ gì? Cháu. Thì những người này là những người khó khăn mà Quốc Đạo đã mời lại để mình giúp đỡ cho ta trong những lúc mà khó khăn, trong những lúc Tết Nguyên Đán như thế này. Thì quà thì hôm nay thì một phần quà là 200 ngàn. Cũng như kèm theo những vật phẩm như vậy. À, chị mình ở nhà mình có làm gì không chị? Nhà giữ thằng này nè, nó bị bệnh rồi, với nhỏ gái với nhỏ nữa, chồng bị lầm nên. Dạ dạ. Thì thôi đức thầy cũng có cho biết là ở cho mẹ gọi khen, gặp người lâm nạn đưa trang giúp giùm. Thì chị Nguyễn Thị Thí Loan cũng đã thực thi làm theo lời dạy của thầy. Thì thầy nói nếu mà làm theo lời chỉ thì ngày dài gặp ta. Thì em xin thay mặt tất cả toàn thể những người dân khó khăn rất cảm ơn nha chị đã có những là tấm lòng hào hiệp như vậy. Thôi trước khi dứt lời thì Quốc Đạo xin mời toàn thể quý vị mình chắp tay niệm ba tiếng Phật để cho mình bớt khổ nha quý vị. Chị chú Phật nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật đi con, niệm Phật cho chú cho sữa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ nhớ chúng tôi cho chị Quốc Đạo xin hỏi con bức niệm Phật cho toàn thể chú quý vị. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ gọi mấy vị nhận quà. Rồi người lớn đại diện cho nhận quà cho em nhỏ luôn cái hộp sữa. Rồi mở vậy nhân quà ăn một phần rồi đúng rồi ai nhận quà về dùng thích bột gạo rồi thích bột gạo đi rồi nhận quà nói điện thoại có gì ơi. Ở đây là những người khó khăn mà Quốc Đạo đã mời lại á tính lương cái gì rồi về con họ về xong rồi về con có không có đó nó có đó có rồi rồi nha. Rồi ai là người tiếp đứa nhỏ này đây. Rồi nhỏ này. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Đạo xin mến chào toàn thể quý bà con cô bác kính mến, cũng như là chị Mạnh Thường Quân là Nguyễn Thị Kim Thoa. Dạ thì cái video trước Quốc Đạo cũng nói lộn là Nguyễn Thị Thí Loan, thật sự ra là Nguyễn Thị Kim Thoa. Chị cũng quan hỷ cho em, tại quá nhiều rồi em mới cầm cuốn sổ em mới nhớ. Thì cảm ơn chị đã Nguyễn Thị Kim Thoa đã có những phần quà quý giá cũng như trước thềm của năm mới. Thì hôm nay Quốc Đạo đã mời những người khó khăn lại, những người mà thật sự khó khăn để mình giao được phần quà quý giá cho họ. Dạ con kính thưa bà, dạ mình tên gì bà? Tôi hả? Dạ Hồ Thị Đa. Dạ mình năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 72. Rồi ở nhà mình có làm gì không? Có làm gì đâu, con lâu lâu cho vài trăm chài ở nhà bằng tiếp từ thiện đó. Dạ dạ. Nấu đồ đó chút dạ. Dạ, vừa quá quý ha. Dạ gì mình như tuổi vậy? 58. Mình nhà có làm gì không? Không, rồi. Dạ dạ. Thì ở đây là Quốc Đạo đã mời những người mà khó khăn lại đó quý vị. Thì thôi không để làm mất thời giờ. Thì đức thầy cũng có cho biết là ở cho mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đưa trang giúp giùm hay là giúp cho những ba hạng người lỡ đường đó rách tàn tật thì giúp cho cái đói mới nhầm quý vị ơi, cái loạn lưng khẩu hạnh khỏi lòng, họ đúc tu tập Phật tử. Thì trước khi dứt lời thì Quốc Đạo xin mời về và mình cảm ơn chị Nguyễn Thị Kim Thoa. Dạ yeah, cảm ơn cô Nguyễn Thị Kim Thoa, tôi giờ cũng khổ nhờ chú Tạo này giúp đỡ tôi, giúp đỡ dùm, cảm ơn cô. Dạ dạ rồi đi thôi mình cùng nhau niệm ba tiếng Phật nha quý vị. Cùng niệm quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Chị Quốc Đạo xin hưởng ứng Phật cho toàn thể quý vị. Dạ mời quý vị nhận quà. Nhận quà nhớ niệm Phật nha quý vị. Nguyễn Thị Kim Thoa. Rồi. Mới cho hộp quà với bạc đó. Nhóc lên. Hộp gạo với bạc. Quế gì đâu được. Nó lộn quá. Đi luôn. Dạ. Rồi. Để thả nó đi dài đi con bưng xuống cho nhà đẩy nhà cho bà. Con bưng cho bà đẩy rồi. Bưng dài nhà đi luôn. Bà đi bà qua ông kia ngồi đi. Nó nói chuyện đi. Ngồi đi. Ngồi đi. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay do mọi người dân cũng ở gần địa phương khó khăn
cho nên quốc đạo đã cũng mời lại để giúp đỡ cho mọi người trước thềm Giáng sinh năm mới. Thì kính thưa các mạnh thường quân, kính thưa các vị cũng như là mạnh thường quân, hôm nay là chị Nguyễn Thị Kim Tho đã có những phần quà quý giá đến cho những người ở trước thềm dịch, trước thềm năm mới cũng như trước mùa dịch. Thì cảm ơn lòng tri ân của chị. Thì để hôm nay em sẽ tâm sự với mọi người đôi điều. Dạ bà, dạ bà năm nay như tuổi bà? Dạ con 78 rồi, chồng 925 rồi, có hai chồng già với nhà cậu. Dạ. Cùng nhà cô bác đứng lên giúp đỡ chú đầu với. Dạ thật sự ra những người này là những người rất là khó khăn luôn chị ơi. Bà đi xin. Thì bà cũng đang đi xin nữa rồi, em cũng cố gắng. Em cố gắng hết mình để em mời lại những người khó khăn. Mẹ bọc bả nè. Rồi bọc này có bả đi xin nè. Bà năm nay bà ở nhà bà không làm được hả? Bà đi làm nhà đi xin nữa hả? Dạ nhờ đâu có làm gì nữa. Cặp mắt là rồi không có đi bẻ ớt dùm cho anh ta được rồi. Dạ, dạ. Nhờ cũng đi nhờ cô bác ta cho mười vài chục ngàn những túc men ai chồng nhà uống. Dạ Đức Thầy nói mà niệm chữ Di Đà tăng chứng nghiệp đó bà. Gán niệm cho bà, niệm cho tăng nha bà. Dạ. Thì thôi trước khi dứt lời thì quốc đạo cũng mời quý vị có ai đại diện một người để cảm ơn từ mạnh thường quân ấy. Ai người ai dạ. Thương đạo thương ở đâu hai rồi cảm ơn mạnh thường quân là cảm ơn mạnh thường quân và Nguyễn Thị Kim Tho Nguyễn Thị Kim Tho cảm ơn mạnh thường quân đã giúp cho mình cái quà trước Tết và Tết rồi nam mô Di Đà Phật cảm ơn cô. Rồi mình chấp tay niệm ba tiếng Phật của vị rồi duyên với mạnh thường quân với ông Phật cũng vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chào mọi người Phật cho mẫu duyên nha, nhận quà. Rồi ai nhận cho bà lão vô nhận cho bà coi nghiệp báo đó nè. Bà lão thấy ngay kìa. Rồi rồi ai có nhận quà cái gì? Nhận quà cái gì? Bả rồi nha. Dạ. Cho ngoài giùm bả đi nè. Rồi ai làm xong cứ về, xong cứ về. Thì kính thưa chị Kim Tho, thì hôm nay quốc đạo cũng định đi phát nhưng mà hoàn cảnh của mọi người ở đây quá khó khăn rồi. Ở địa phương có ở xã lân cận khó thì bởi quốc đạo đã mời lại nhà, đã kêu những người mà khó khăn lại nhà để phát như bà lão này. Ăn xin nào quý vị ở lại và ở tận đâu có được cái số. Dạ. Ngày mai đi chị, ngày mai còn vào mai nữa. Rồi đi bà, rồi cảm ơn bà. Rồi ai xong về đừng nói, ai xong cứ đi về đừng ở đây. Còn đây có không anh? Còn chưa hết trơn. Rồi ngủ đại, để lòng rồi. Rồi được á. Ngậu đi tao. Ngồi đi, bình thường. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ nam mô A Di Đà Phật. Cư sĩ quốc đạo xin mến chào chị mạnh thường quân là Nguyễn Thị Kim Tho. Dạ thì chị cũng quan hỷ cho đệ là đệ cũng chừa lại một số quà đang đi. Thì chị cũng dặn đệ là mình đi lại mình gửi những người cư sĩ tại gia. Dạ kính thưa chị thì em cũng đã mời những người cũng chân tu tâm đạo đó chị. Những người này cũng là cư sĩ tại gia, cũng như là cái bà lão này nè, cũng ở nhà làm phước làm từ thiện không nè. Nhưng mà tại vì do cái điều kiện nó không đủ điều kiện cho nên cuộc sống rất khó khăn ở trước lúc dịch bệnh như thế này cũng như trước thềm năm mới. Thì kính thưa chị Tho, thì hôm nay em cũng đã mời một nhóm một lần cả 7 người 10 người. Thì lúc quà thì em cũng có kèm thêm một thùng sữa, là tổng cộng là em có mua thêm 4 thùng sữa, 1,2 triệu, 1,300,000 đặng để tiếp cho những người mà như là những em bé nhỏ gì là chị, là cha mẹ nó bỏ lại cho bà nội bà ngoại nuôi nhưng mà không có đủ điều kiện để nuôi, không có sữa uống đó chị. Em thấy việc làm này cũng rất là hữu ích. Thôi em sẽ tâm sự với mọi người mà nói điều. Dạ cô chú thưa gì, dạ gì tên gì vậy? Dạ mình hôm nay nhiêu tuổi rồi? 60. Tôi chờ em, bữa nào mình có làm gì không? Không có làm gì hết, để làm từ thiện bữa nay sẵn một quý mời cho nấu quý cho chứ không có làm gì hết. Dạ dạ. Nấu quý cho. Dạ thì cũng là một người chân tu tâm tâm đạo. Dạ em có thưa chị, dạ chị mình tên gì chị? Dạ mình năm nay nhiêu tuổi rồi? 62 tuổi. Có làm được gì không? Cũng lớn tuổi rồi ha. Dạ ở nhà mình cũng có cúng lại ngày hai thời hết chị, cũng ăn chay 4 bữa ha. Quý thật sự ra là những người này là bác đạo đã mời lại, là những người bác đạo cũng đã hỏi là có ăn chay 4 bữa tại
hoặc là có ăn chay trường, hoặc là có cúng lại nhà hay thờ, cũng là những người chân tu tâm đạo, thì cũng như là dặn tôi cách về vị Mạnh Thường Quân cũng như là chị Nguyễn Thị Kim Thoa. Dạ thì kính thưa chị, với cái nghĩa cử cao đẹp của chị, các thầy cũng có cho biết là ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm, hay là giúp cho kẻ đói mối nhau đến loạn ly khổ hạnh khỏi lông còn đúc chuông đồng Phật bự. Thì hôm nay nhóm của chúng tôi gồm có cư sĩ Quốc Đạo, cư sĩ Năng, cư sĩ Lộn và cư sĩ Ngờ, chúng tôi hết mực làm các công việc thiện nguyện cho quý vị trước thềm năm mới này. Nếu ai có gỡ cái gì phóng sanh hay là giúp đỡ cho Pháp Đạo thì chúng tôi gỡ, thì chúng tôi sẽ làm hết mình. Thì thôi, trước khi dứt lời thì Quốc Đạo sẽ đại diện một người gì đấy. Chị cảm ơn chị Mạnh Thường Quân là Nguyễn Thị Kim Thoa. Xin cảm ơn cô Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho những người lúc hoang mang khổ sở lúc nạn này, thì giúp cũng mang ơn được, giúp được món quà để ăn Tết cũng vui vẻ, cũng cảm ơn cô nhiều. Dạ. Thì Mạnh Thường Quân cũng không có mong muốn gì nhiều, cũng mong muốn mình niệm Phật đang để mình tu hành đó cô. Thì thôi, trước khi dứt lời thì xin mời mọi người niệm Phật nha mọi người. Niệm ba tiếng Phật cho nhân chúng Phật nghe, để niệm đây. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Nhóm chúng tôi xin hướng công đức niệm Phật cho toàn thể chư quý vị và chia tay thực sự giải thoát mê ly. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Kim Thoa. Đó là bảo vệ nhân quà. Đó là ai nhận quà rồi cứ về, nhận quà rồi cứ về. Nhớ niệm Phật nha quý vị, mình là chư thị đại gia phải niệm Phật đó. Rồi nhắc đi bằng cái bài. Rồi nhắc đi bằng cái gì? Nhắc đi bằng cái. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Đạo xin mến chào các vị Mạnh Thường Quân cũng như là chị Nguyễn Thị Kim Thoa đã có những phần quà quý giá trước thềm của năm mới. Thì chị đã gửi 50 phần quà, nhưng mà em đã tách ra là 4 thùng sữa cho những em trẻ mà cha mẹ bỏ, hoặc là cha mẹ gửi cho ông bà mà ông bà không có đủ khả năng để nuôi, để cho em uống sữa. Thì Quốc Đạo đã cố gắng đến để giúp cho đỡ cho em. Thì cưng, mẹ nó đâu rồi vậy cưng? Mẹ nó bỏ đi nó từ nhỏ rồi, còn anh tôi để nuôi nó từ nhỏ giờ. Nó cũng cháu cũng ngoan lắm. Rồi thì anh cũng có nghe nói là gia đình cũng khó khăn, nó không có đỡ tiền để cho em uống sữa. Rồi cho nên anh đã cũng gửi phần quà đến cho giúp đỡ gia đình trước thềm năm mới. Vậy thì trước khi nhận phần quà của chị Nguyễn Thị Kim Thoa, vậy thì tôi có đôi điều để cảm ơn chị Nguyễn Thị Kim Thoa đã giúp cho mình. Dạ cảm ơn trước tiên, cảm ơn chị Nguyễn Thị Kim Thoa đã giúp cho cha con tôi phần quà này. Phần quà này cũng là niềm ăn ủi cho cha con chúng tôi rất cảm ơn nhiều. Xin cảm ơn tất cả. Rồi vậy thôi, trước khi dứt lời thì anh cũng nhờ cưng với cháu niệm ba chiếc Phật để giao duyên với Phật mình bớt khổ nghe cưng. Chắp tay lại niệm con. Chắp tay niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ tôi Quốc Đạo xin hồi hướng công đức niệm Phật cho toàn thể gia đình của cưng cũng như em nhỏ. Và Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Kim Thoa. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Nhóm cư sĩ của chúng tôi gồm cư sĩ Quốc Đạo, cư sĩ Năng, cư sĩ Lộn và cư sĩ Ngờ. Hôm nay anh em tôi xuống đường để phát gạo những người khó khăn. Thì trước lúc anh em tôi đi thì anh em tôi cũng đã mời lại những người khó khăn ở lân cận đến, cũng như những người chân tu tâm đạo, những người mà rất thật sự khó khăn trước thềm của năm mới thì lợi. Thì lúc hôm nay thì phát cho chị Kim Thoa thì Quốc Đạo cũng có mua thêm là 4 thùng sữa trị giá là 1.2 triệu. Quốc Đạo đã trừ lại những phần quà như là 6 phần quà Quốc Đạo đã đưa cho những 4 thùng sữa cho những cái đứa trẻ, như là cha mẹ nó bỏ lại cho ông bà nó nuôi mà cha mẹ nó làm không có được, hoặc là cha mẹ nó có sự cố gì đó. Thì tôi chị mình em nhỏ này nó ba mẹ nó ở đâu rồi, mình để em lại cho gì nè. Ba mẹ nó đi làm, nó lớn rồi để nó làm cho tôi nuôi lâu lắm rồi. Rồi cũng nghe nói là em nó chị cũng than thở, nó em nó không có sữa uống này kia, không có tiền mua, vậy là hoàn cảnh gia đình là khó khăn hết chị. Hoàn cảnh
khó khăn lắm, không có tiền, không có làm gì cho tiền. Dạ, dạ. Thì hôm nay sẵn dịp phát gạo, phát gạo cũng đã trích lại một phần sữa cho em nó uống. À, chị thôi cũng chị cũng thiên em nó mà nó nhỏ cũng nói niệm Phật đó chị. Dạ dạ niệm Phật cho nó. Còn hai cái anh này thì là hai cái anh chạy xe đò ở gần địa phương của Bắc Tạo cũng rất là khổ, mà chạy hoài cho xe đò mà không có được khách khứa trên dịch bệnh thì không có nhỏ được gì hết trơn á, thì cũng là khó khăn. Trên Bắc Tạo cũng mời lại thì hai vị này cũng là hai vị chân tu trong đạo, thấy từ ngoài vậy đó chứ hai vị cũng cúng lại ngày hai thời ăn chay bốn bữa nữa chị. À, thì thôi cũng đôi điều với cùng quý vị, thì các thầy cũng có cho biết là mình phải gắng cố gắng phi sớm chuyên cần để niệm Phật quý vị, đang để cho mình giải thoát cho sáu nẻo luân hồi. Thì anh được vâng một chút xíu đôi quà, không có một miếng gì đó, không có gì đo, thì cũng mong rằng quý vị cũng nhớ là niệm Phật ăn chay để mình vượt qua khó khăn với anh các Vinh. Rồi thì trước khi dứt lời thì chị có đại diện cảm ơn chị Mạnh Thường Quân là Nguyễn Thị Kim Thoa giúp cho mình một cái phần quà cho tôi. Cũng cảm ơn chị Nguyễn Thị Kim Thoa đã giúp cho chị một cái thùng sữa, giúp cho cháu tôi được cái thùng sữa, tôi rất cảm ơn. Dạ dạ. Rồi vậy thôi, mẫu vậy chúc ba niệm Phật 3 tiếng ha, vô duyên ha đệ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ở nhóm cư sĩ chúng tôi xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Kim Thoa đã có những phần quà quý giá ý nghĩa đến cho những người khó khăn trong những lúc trước Tết Nguyên Đán. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ xin mẫu vậy nhận quà. Rồi thì còn lại một số quà thì anh em sẽ tiến hành sẽ đi lại những chỗ xa hơn nữa. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Dạ, bà trang xuống rồi, xấu quay cái thùng sữa rồi, cái này nó... À, chị phải thấy cây xuống. Chị phải không? Ồ, chị được rồi. Chị gột hả? Rồi, chị gột rồi. Chị gột được rồi. Đi qua đi. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Ở nhóm cư sĩ của Quốc Tạo đi hôm nay xin kính mến chào toàn thể quý bà con cô bác kính mến, chúc quý vị một ngày thật là an lạc. Dạ thì kính thưa quý vị thì chúng em đã đi đến cái chỗ của cái nhà của xóm Châm, thì ở đây có một cái gia đình gọi là đặc biệt đó quý vị, là thôi thôi mình muốn biết đặc biệt với nào thì để mình hỏi chủ nhà ha. Dạ em kính thưa chị thì ở nhà mình là tổng cộng là bao nhiêu thành viên chị? 6 người ha. Sáu người là nghĩa là tất cả sáu người hay là không, cũng có con nó có gần cả chục người á. Tất cả hết là bao nhiêu người? Là hết phải là 8-9 người lận. À, có nghĩa là gần 10 người, 8-9 người đang chục người. Cha mẹ và thêm 6-7 đứa nhỏ nữa quý vị. Ba mất rồi ha. Giờ thì gia đình nó quá đặc biệt đi, mà cho nên Quốc Tạo đến đây để nhận lỗi đến đây đang gỡ hai phần của Mạnh Thường Quân là chị Nguyễn Thị Kim Thoa. Những tấm lòng vàng của chị đã gỡ cho Quốc Tạo đặng giao cho những người khó khăn cũng như trước thềm xuân năm mới để ăn Tết. Thì anh em của chúng tôi đến đây để gỡ phần quà, thì một phần quà thì trị giá là tầm 200.000, hai phần là 400 để cho gia đình vượt cái khó khăn đó chị. Dạ chị, mình tên gì chị? Tên Giá hả? Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay cũng hai mấy tuổi. Dạ dạ. Rồi gia đình mình em mấy đứa con, mấy đứa em út chị nó có làm gì không? Em thấy nó cũng đông quá chị. Cũng đi học bây giờ không có đi học được. Gia đình mình chắc cũng khó khăn đó chị. Thì em thấy gia đình cũng có khó khăn cho nên chúng em đã lặn lội đến đây để giúp đỡ gia đình. Thì thôi cũng trước khi dứt lời thì em cũng nhờ chị cảm ơn chị Nguyễn Thị Kim Thoa cho em một tiếng đó chị. Chị ơn mình đó. Giúp cho mình phần quà hả chị? Dạ dạ. Còn Quýnh này là cái gì của gia đình? Bác, ông phun từ nhỏ rồi. Vậy ha, dạ đi dạ. Làm việc gì được chứ. Vậy thôi chị nhờ chị với Huynh niệm Phật 3 tiếng nha Huynh, cho vô duyên với Phật nha Huynh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhóm chúng tôi xin hồi hướng công đức niệm Phật cho gia đình của chị tiêu tay tình sự giải thoát mê ly. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Một lần nữa nhóm chúng em xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Kim Thoa đã có những phần quà trước Tết cho những người dân khổ nghèo, chúng em đã đem đến tận nhà. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Và rồi hôm qua đi chú. Có ai chú? Quý quá ông ngàn bắt. Ở trong đây cũng có một cái hộ cũng đặc biệt lắm quý vị ơi, thì cái chị này chỉ bị mù, chỉ đi sinh. Thì nhóm chúng tôi đã lặn lội đến đây tại vì quà bữa nay thì cũng còn giới hạn, chúng tôi sẽ đi vào thẳng vấn đề.
rồi bà đi xin rồi thằng quay chồng, thằng quay quay chồng rồi 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 giờ chú ngồi luôn đi, chú ngồi đó đi, chú ngồi đó cũng được, ngồi đi này, cầm cầm máy đi đợi. Dạ thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhóm từ thiện của cư sĩ Quốc Tạo xin mến chào toàn thể quý bà con cô bác kính mến. Thì trước thềm của xuân năm mới thì mọi người ráo riết đang để đón xuân, nhưng các vị mạnh thường quân này với tấm lòng từ bi nghĩa cử cao đẹp của quý vị thì lo cho chuẩn bị quà Tết cho những người nghèo khó khăn, thì Quốc Tạo cũng thực thi làm theo lời của quý vị, cũng đem phần quà quý giá của quý vị cũng như là chị Nguyễn Thị Kim Tho đem đến đây những người khó khăn. Thì chúng em lặn lội hàng chục cây số đến đây để phát quà, thì cũng quà cũng đã là cái phần cuối tay rồi. Dạ kính thưa chú, thì con biết trong nhà mình có một người mù cũng đi xin thì cũng rất khó khăn, vậy chú có thể cho để hỏi được cái đôi điều là vậy rồi chị đó là bả bị mất niềm tin rồi, nói như là nó bị cái nhổ răng nó cứ bị nhảy một cái tâm tình rồi giảm rồi thì còn con nó nói nữa nhiều là cánh nuôi con nữa có khi là có bao nhiêu con nó rất bắt đầu về lại rồi nó làm gì chậm ra đó bạn ơi trả ơn dạ dạ thôi dạ không có gì, không có gì chú ơi. Thôi không sao chú, bây giờ thầy nói là nếu thiệt người phải biết thương người chú, ở bên cái đạo Hòa Hảo đó chú, đừng biết thương người, ta thương lắm, thương lắm Hòa Hảo, Hòa Hảo thương người lắm, nếu mà trong Hòa Hảo là coi như anh em huynh đệ, thương nhau lắm, lá lạnh đùm lá gắt. Dạ đúng rồi, chấp nhận, cái lời của ông Bác Hồ cũng có nói, cái cao chú không lại để chú lợi, Hồ cũng có dẫn tôi là đoàn kết 54 dân tộc anh em lá lành để chúng tôi đúng dạng tôi chấp nhận là Bác Hồ là có một ấm ăn trời một trăng soi rồi mới có chặt có trời mới có trăng soi sáng là cứu nước thôi bây giờ về có chúng nghe gì chúng ta là lúc các bạn có chúng nghe gì mình khổ sở không phải đi không thì cũng do cái nghiệp lực của mình trước hay là sau thì đó là do mình tạo ra đó, mình không có đóng được gõ được. Rồi thầy nói niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, niệm từ thầy hướng lại năng bằng. Thì ông không nói niệm cho tan là phải tan à? Không có chữa. Do trước khi dứt lời thì con cũng với chú cùng niệm ba tiếng Phật đó, mình chưa tan chướng nghiệp đó chú. Chú ở đây chú bị gì? Bị cái hỏng điện giật chứ, nó không có chết. Cái gì điện giật nữa hả? Điện giật lúng cho nghe chi tai nạn lúng như vậy. Mổ đột nhiên. Mổ nữa hả? Mổ là quý vị, mổ rồi bị điện giật nữa nè. Điện giật rồi nó nổ ra là người ta nó cũng mất rồi nó hơi. Tôi tính đi cái chỗ mà từ thiện đó là mổ. Ngân, cháu Năm Chung ngân. Dạ Năm Chung có trình thấy đi. Năm Chung đâu? Nè. Cháu Năm Chung đi Chung, Năm Chung đi ổng khổ quá, cháu Năm Chung đi Chung. Dạ. Rồi cho hai chị đó người 50 nữa nè. Con cho người phải không? Không, em cho thêm nữa là cái thì thôi 50 này cái của anh đi ha. 50 này của Quốc Tạo cái Quốc Tạo xin lỗi số 50 đi ha. Xin cảm ơn kính chúc được tâm tư trẻ. Rồi chú này chú niệm Phật chú Quốc Tạo đi chú. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chúng tôi xin hướng công đức niệm Phật cho gia đình chú chúng chúng ta trình tự giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, nghiệp quá, lùng bệnh nó chưa? Tài bệnh. Nhà khổ lắm cái gì? Cái này nhà nước cho thôi, mà tính nó là nhà nước nó hứa tôi là cho thi măng nó cứ đẹp. Virus corona này nó khó khăn không? Dạ, khó lắm chú ơi. Giây phút thôi chứ không được mà ba. Rồi em cũng đã thực thi làm theo lời của chị, em cũng đã do cho đến tặng tay những người khó khăn. Thì đến đây em cũng xin kết thúc video. Chúc cho chị năm mới thật là vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, và có những phần quà quý giá khác đến cho những người khó khăn, cũng như còn rất là nhiều quý vị, còn rất là nhiều mảng đời bất hạnh nữa, thì em sẽ đem đến cho họ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Quay. Ba người đó. Ba người đó. Sao ai sao nó ba người? Anh có 150, anh đưa hết 150 luôn đó. Thì cái chị này là cho 50 phải không? Dạ. Chị 50 rồi cho em gửi đây, cho em gửi chị đi, gửi luôn. Rồi chú này 50 nữa là. Rồi thì ở đây là tiền này là tiền của trong cái nhóm dạ, của tôi. Em, dạ. Nhóm của tôi là của Ngờ Lộn với Năng để gửi cho quý vị. Không có Ngờ thì chừng nào chúng tôi có gạo nữa chúng tôi sẽ đem xuống. Tại chúng tôi cũng lặn lội cũng xa lắm. Cả hàng chục cây số chúng tôi nên là mới đến đây được. Rồi để chúng tôi sẽ cố gắng. Dạ. Thôi quý vị anh niệm Phật với em. Tiếp. Thank you.
Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhóm cư sĩ Quốc Đạo từ thiện của chúng tôi xin mến chào các vị mạnh thường quân cũng như chị Nguyễn Thị Kim Tho ở trước thềm của xuân năm mới. Dạ thì trước thềm xuân năm mới thì em đại diện cho nhóm là xin chúc cho chị an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, và sẽ làm ăn khá giả để có những phần quà quý giá gửi về cho những người khó khăn ở trong lúc dịch bệnh, hoặc là trước thềm của xuân năm mới 2022. Dạ thì cái đôi chị thì hôm nay chị có gửi cho chị kêu em là mỗi anh em nhận lại một phần quà, một quà trị giá 200.000. Thì anh em nói thôi đưa tiền đi, đặng anh em đổ xăng rồi anh em còn làm những việc gì đó anh em hữu ích thì ok, thì mình sẽ đưa tiền cho anh em. Dạ thì em đã soạn trước 600.000 đưa cho ba vị trên cái nhóm của em. Thì em gửi ba vị rồi nhóm mình cũng có một cái lời để cảm kích, để cảm ơn chị Nguyễn Thị Kim Tho đã cho giúp tiền xăng cho ba anh em mình. Mời dạ, em đại diện cho cả nhóm xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Kim Tho đã giúp đỡ cho mấy em đổ xăng để đi làm từ thiện. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thì tôi đều với chị như vậy, cũng tụi em rất cảm kích tấm lòng của chị. Thì mai mốt tới đây chị nhiệm vụ gì chị cứ giao thì mấy em sẽ cố gắng làm hết mình. Cũng như là phóng sanh, giúp đỡ cho như là phát gạo, giúp đỡ cho những người bị tàn tật bị bệnh, nên mấy cái khâu đó hết. Nếu mà những việc gì mà chị giao mấy em thấy nhận được thì mấy em nhận để làm có đôi điều giao đây rồi. Em cảm ơn chị Nguyễn Thị Kim Tho đã thấy tấm lòng của mấy em rất hữu ích, thì cho mấy em số tiền 200.000 này để mấy em đổ xăng để đi tiếp những con đường sau này. Rồi vậy thôi, chúng em xin giao duyên với chị bằng ba câu niệm Phật rồi chị Phật mới đợi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, dạ Nam mô A Di Đà Phật. Chúng em xin được hướng tâm niệm Phật cho gia đình của chị. Nam mô A Di Đà Phật. Chị cà phê uống đi. Rồi.